Tôi thầy Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ và ở trong quốc nội. Trong thời gian ngồi chờ để mà lên máy bay, tôi có chút thời gian rảnh rỗi, cho nên tôi có những cái bình luận. Cái đề tài buổi nói chuyện lúc này là những bước chân của Ngài Thích Minh Tuệ sẽ đi về đâu? Ngài sẽ có đi về những cái chỗ đến như sau. Thứ nhất, sự ủng hộ Ngài Thích Minh Tuệ ngày càng tăng chứ không giảm. Uy tín của Ngài Thích Minh Tuệ ngày càng rực rỡ và càng đi về miền Nam thì cái sự ủng hộ Ngài nó càng tăng theo cấp số nhân. Bây giờ Ngài đã rời khỏi vùng đất của tỉnh Quảng Bình và bước vào tỉnh Quảng Trị và sẽ tiến dần cho đến cố đô Huế. Và quý vị biết Cộng sản không thể nào để một cái vị tu sĩ mang họ Thích đầu đội trời chân đạp đất, không tiền bạc không tài sản mà có uy tín làm rung linh tất cả các cái hệ thống Phật giáo quốc danh mà chúng đã thành lập từ năm 1981. Quý vị nhớ hệ thống Phật giáo quốc danh, những tên Ma Tăng là những tên công an đầu trọc được đào tạo từ Bắc Chí Nam, thu lại nguồn lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái tổ chức Mặt trận Tổ quốc. Mà giờ này Hoa Kỳ làm cũng không được dẹp cái hệ thống này. Cả thế giới không ai dẹp được cái hệ thống này. Mà một con người xuất thân từ Kỳ Anh ở chỗ Nghệ An, quê hương của Hồ Tặc, một người xuất thân từ cái nôi cách mạng của Cộng sản, một cựu bộ đội phục viên, một gia đình cách mạng, đã có khả năng. Ngày xưa tôi nói ai cũng khó dẹp được Thích Nhật Từ, vì Thích Nhật Từ nó là một cái tên sư quốc danh được ủng hộ bởi công an, và khó ai diệt được Thích Chân Quang là một tên coi như là phá hoại của Phật giáo. Tên Thích Chân Quang này thường có những bài giảng ru ngủ, nó giảng đã đừ, nó ca tụng Đảng Cộng sản, rồi cuối cùng nó đem một vài câu nói của Đức Phật để vô tình những người Phật tử mà non dạ nói rằng, nghĩa là người nào Phật tử chân chính là phải yêu Đảng Cộng sản. Cho nên nhiều người đã thầm nó là cái tên hại hơn Thích Nhật Từ về cái nhìn của tôi về vấn đề tàn phá đạo Phật. Và Thích Trúc Thái Minh là một cái tên ở chùa Ba Vàng. Cái tên này nó núp bóng dưới cái uy tín của Hòa Thượng Trúc Lâm Thích Thanh Từ. Để rồi nó ra nó làm, nó không nằm trong cái giáo hội quốc danh mà nó cao hơn nữa. Nó hai ba lần sai trái nhưng mà có ai rờ được tới cái lông chân nó không? Từ cái vụ dông đòi tiền, từ cái vụ là sợ tóc của Phật, từ cái vụ đi khất thực chuyển tải hàng tấn tiền mà chỉ cần một cái hình ảnh một vị nhà sư chân chánh bóng hình gầy gò, mặc y rách dưới rưới, ôm một cái bình bát bằng cái nồi cơm điện, đã đánh cho cái tên Thích Trúc Thái Minh thua không có đất sống, dẹp cho cái tên Thích Nhật Từ nghĩa là mất tín đồ, và đánh cho Thích Chân Quang tơi tả. Thích Chân Quang nó có cái biệt tài về ăn nói,
mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã nhìn ra khi nó còn là Thích Thông Nguyễn, Ngài đã từ nó cách đây hơn 20 năm. Vì Ngài biết nó sẽ là cái người trùng sư tử, ăn thịt sư tử, nó phá hoại đạo Phật. Và đến nỗi một ca sĩ nổi tiếng đã mê Thích Chân Quang cuồng dại luôn. Thích Chân Quang đã từng hãm hiếp những sư cô và những nữ Phật tử cách đây 20 năm mà nó vẫn sống ngoài dòng pháp luật. Thích Chân Quang núp dưới là con cháu của Hồ Tạc. Và giờ này á, Thích Chân Quang đang bị Ngài Thích Minh Tuệ đánh cho tơi tả. Đến hội giáo hội Phật giáo quốc danh phải ra tiếng khiển trách. Cho nên tình hình chính trị cộng sản đấu đá đã được dẹp xong. Viễn Phú Trọng đã nắm lại được Thượng Phương Bảo Kiếm. Và con đường từng bước chân của Ngài Thích Minh Tuệ sẽ đi về đâu? Một là Ngài vẫn đi như bây giờ, Ngài không nhận đệ tử, Ngài đi và Ngài nói Ngài không có quyền đuổi những người ái mộ Ngài, những người tự cạo đầu, mặc y phấn tảo, tự chế tạo nồi cơm điện, ăn ngày một bữa, ngủ ngồi và ở trong rừng và bãi tha ma thì Ngài không có quyền cản. Họ đồng hành với Ngài. Cái số lượng này càng ngày càng tăng chứ không bao giờ giảm. Và tiến về qua khỏi Huế tới Nha Trang là sẽ là bùng nổ lên. Con số người theo Ngài có thể là lên tới hàng chục ngàn. Và cộng sản không thể để một người mà có ảnh hưởng, một cái tu sĩ không chùa, không tài sản, không tín đồ, mà có thể làm rung rinh cả đất nước Việt Nam, thì đương nhiên cộng sản sẽ tìm một cách để hại. Nhưng mà hại làm sao đây? Hại bây giờ thế giới đã để ý, lòng dân đang căm phẫn. Nếu mà bắt Ngài Minh Tuệ ở tù thì giống như là sẽ tạo ra một cái cuộc nổi loạn. Mà không bắt Ngài Minh Tuệ thì cái hệ thống quốc danh với một cái hàng chiều dài từ 1981 tới giờ xây dựng hàng chốt hàng trăm tỷ đô la, đào tạo biết bao nhiêu những tên công an đầu trọc, từ nơi đây nó mới đưa qua tấn công các sư quốc danh vào tất cả hệ thống chùa chiền tại Hoa Kỳ, tại Úc Châu và khắp nơi trên thế giới. Trời ơi, bao nhiêu người muốn dẹp cái hệ thống này không được. Bây giờ một tên này từ quê hương Kỳ Anh của Hồ Tặc mà nó lại đánh tan hết những cái gì của Đảng Cộng sản gầy dựng từ 1981 tới giờ. Nếu để ông tiếp tục tiến về Sài Gòn, số lượng người có lên tới hàng triệu người. Và lúc đó bắt ổng thì sẽ coi như là mất lòng hết 100 triệu dân miền Nam, miền Bắc và miền Trung. Không bắt thì cộng sản sẽ sụp đổ. Và đó là con đường tôi thấy cộng sản không bắt thì nó sẽ sụp đổ. Cộng sản không giờ để sụp đổ bởi một nhà sư đầu đội trời chân đập đất, không tài sản, không chùa chiền. Kế hoạch thứ hai là nó sẽ tìm cách để nó bắt Ngài. Nó bắt Ngài bằng cách nào đấy? Đó, nó sẽ bắt Ngài bằng cách là nó nói Ngài đi nguy hiểm, sẽ làm cho nguy hiểm tới cái vấn đề mà giao thông, cản trở giao thông. Nó bắt Ngài, và nó bắt Ngài rồi nó nhốt ở đâu? Nó phải có nhà tù, phải lên án, mà nó phải thả Ngài ra thì hàng chục ngàn con mắt, hàng trăm ngàn YouTuber vẫn tìm ra chỗ ở của Ngài Minh Tuệ. Cho nên á, nó bắt Ngài, nó bắt không được. Và bây giờ tôi nếu là ở trong trạng thái của Ngài Minh Tuệ, tôi cũng không biết làm sao mà tôi thoát khỏi nữa. 5-7 năm qua Ngài đã an gian tự tại, Ngài đã thực hành hạnh Đầu Đà này 5-7 năm rồi. Cái dáng một tỳ kheo gầy gò ôm bình bát đi trên các nẻo đường đất nước, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam. Có người đánh Ngài, có người cho Ngài, nhưng mà Ngài chưa nổi tiếng.
Và giờ này theo từng cây số, hàng trăm YouTuber họ đang sống được nhờ cái uy tín của Ngài. Họ đâu có tha. Ngài bây giờ đó, Ngài đang muốn làm sao chặt cái đuôi này đây, chặt làm sao? Ngài đã tính tới chuyện là Ngài sẽ vào tới Nha Trang, Ngài sẽ trốn vào cái núi mà ngày xưa Ngài ở đó. Nhưng mà trốn làm sao? Ngài trốn được những người dân mà đi xe hơi thôi, làm trốn làm sao được cái YouTube? YouTube nó bằng mọi giá nó bám theo Ngài. Tại vì mỗi một ngày theo Ngài nó có hàng triệu view. Một cái live stream của nó có tới 3-4 ngàn người vô live trực tiếp. Mỗi một tuần lễ nó kiếm 5-3 ngàn đô la bằng tiền của Google quảng cáo. Như vậy làm sao chặt đuôi đây? Mà không chặt đuôi thì Ngài lấy gì tu? Cho nên không biết làm sao Ngài thoát được hết. Mà Ngài thoát làm sao? Cái đuôi của YouTuber nó bám. Mà chỉ cần một thằng nó biết được, nó bỏ lên mạng là người ta cũng tìm ra Ngài. Cho Ngài bây giờ không biết cách nào mà Ngài cho để trốn được hết. Mà Ngài không trốn thì tăng đoàn của Ngài, số thanh niên yêu mến, cạo đầu bỏ vợ bỏ con bỏ tài sản đi càng đông. Bây giờ là 20, vô tới Huế là 50, vô tới Đà Nẵng là 100, vô tới Nha Trang là 500, vô tới Phan Thiết là 1000. Mà bây giờ đó có tăng đoàn mà nhà cầu không có. Bây giờ 1000 miệng ăn đó thì phải ai cúng? Mà hả, cúng ra thì biết Ngài ở đâu. Mà bây giờ Ngài, bây giờ đó mà Ngài không bằng pháp, mà Ngài đi theo con đường thôi. Bây giờ đệ tử đừng theo Ngài nữa, để Ngài sẽ lên tiếng nhận tiền để mà xây một cái tu viện để cho dạy dỗ hay là ở đó. Ngài vừa lên tiếng nhận tiền để xây dựng tu viện là cái tụ quốc danh nó đánh Ngài tan nát liền. Sai với cái tiêu chuẩn ban đầu của Hạnh Đầu Đà. Cho nên tôi ở trong vị trí của Ngài Minh Tuệ, tôi không biết sao tôi thoát. Cho nên bây giờ quý vị nhìn thấy Cộng sản thì không tha cho một cái người mà có ảnh hưởng. Sự tiếp đón của đồng bào, sự thương yêu của đồng bào đối với Ngài Minh Tuệ cao hơn cả Hồ Tặc, cao hơn của Tổng Bí Thư Đảng, cao hơn Chủ tịch nước. Cho nên Ngài Thích Minh Tuệ giờ đang tìm mọi cách để mà chặt cái đuôi. Có thể là Ngài sẽ nhờ công an lấy cớ bắt Ngài để Ngài trốn, đúng. Nhưng mà bắt phải có thả. Bắt mà không thả thì nói là công an đang hại Ngài. Cái đó càng chết, tạo ra một cuộc bạo loạn. Cho nên trong cái này nó có cái lợi và cũng có cái hại. Đệ tử Ngài càng đông mà không có cái tu viện, không có điểm đi dạy dỗ thì làm sao được đây? Mà hả, mà nhận tiền để nuôi đệ tử, đừng nói nhận tiền mà nhận thực phẩm để nuôi nó là cũng làm sao mà trốn. Cho nên tôi chưa có câu trả lời. Con đường Ngài đi, Ngài là kẻ thù của Đảng Cộng sản. Ngài là niềm tin của những Phật giáo Việt Nam. Họ tỏ thái độ. 6-7 năm qua họ không tỏ thái độ vì họ còn mê bởi những lối ru ngủ của Thích Chân Quang. Họ mê bởi những cách mà ru ngủ của Thích Nhật Từ. Sau khi những cái băng dĩa giảng về cách dâm dục vợ chồng của Thích Nhật Từ, sau khi cách dạy dỗ Thích Chân Quang nó đi tới con đường là tiêu cực, nó làm cho người ta mất hết lòng tin, cách khất thực và cách lừa dối cộng tóc của chùa Ba Vàng, cách giảng dạy mất dạy của Thích Nhận Đức, giảng về cách mát xa, giảng về những cái quần của đàn bà ống rộng và ống chật, giọt nước tràn ly. Và Ngài Minh Tuệ xuất hiện như là hình bóng của Đức Phật xuống thế gian để cứu lại đạo pháp. Cho nên nếu tôi ở trong hoàn cảnh của Ngài Minh Tuệ, tôi không còn có đường nào để mà tôi lui hết. Tới cũng không được mà lui không được. Cộng sản cũng tìm cách hại Ngài.
nhưng mà không biết làm sao để mà thủ tiêu ông này. Không thủ tiêu cũng chết, mà thủ tiêu cũng chết. Cho nên chỉ để chờ chư Thiên Long hộ pháp tìm ra một nơi bình an để cho bước chân ngài Minh Tệ sẽ đi đến nơi, những nơi mà ngài đã từng đến, độc hành độc bộ, một bóng tỳ kheo ốm yếu mà sống trong niết bàn lộ, độc hành độc bộ niết bàn lộ. Còn bây giờ hàng trăm ngàn đồng hành đồng bộ nhưng không còn niết bàn lộ, phải không? Xin gửi một cái đóa sen tặng cho ngài Thánh Tăng Thích Minh Tuệ. Trân trọng kính chào.